tiếng Việt đều hoạt động tệ hơn quảng cáo. Đây là một thực tế vừa được chia sẻ tại phiên hội thảo chuyên đề phát triển nền tảng AI xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tiếng Việt, trong khuôn khổ sự kiện ngày hội trí tuệ nhân tạo, AI4VN. Theo đó, nhiều doanh nghiệp đã đặt vấn đề về mối quan tâm của họ đối với các công cụ nhận diện ngôn ngữ tiếng Việt. Thế nhưng trên thị trường hiện nay vẫn chưa có sản phẩm này khả dĩ đáp ứng được nhu cầu. Nhiều nhà cung cấp giải pháp giới thiệu về sản phẩm của mình rất hay. Thế nhưng khi thử nghiệm trên thực tế thì kết quả lại hoàn toàn đáng thất vọng. Đại diện một doanh nghiệp cho biết, theo phó giáo sư lương chi mai chuyên gia về các giải pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên việc triển khai các công nghệ nhận dạng ngôn ngữ trên thực tế phức tạp hơn rất nhiều so với lý thuyết thực tế cho thấy mỗi một doanh nghiệp lại có những đặc điểm và yêu cầu khác nhau cả về cơ sở dữ liệu cũng vậy thế nên nếu muốn tìm ra giải pháp hiệu quả có thể áp dụng vào thực tiễn đơn vị cung cấp giải pháp ai cần phải đồng hành liên tục cùng với doanh nghiệp nếu không làm như vậy sẽ chẳng có chiếc chìa khóa vạn năng nào có thể dùng cho mọi ổ khóa bà mai nói theo ông đỗ quốc trường giám đốc công ty hệ thống trí tuệ nhân tạo việt nam vấn đề khó nhất khi chuyển giọng nói thành văn bản là sự sai khác về cách phát âm giữa mỗi vùng miền bên cạnh đó tạp âm có trong môi trường cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của quá trình chuyển đổi dù công nghệ nhận dạng ngôn ngữ hiện đã rất phát triển khả năng lọc và phân biệt âm thanh của máy tính vẫn không thể nào đọ được với tai người do vậy công cụ xử lý ngôn ngữ không thể thay thế con người mà chỉ có thể hỗ trợ giúp giảm tải thời gian công sức